Ok, xin mời các bạn tham quan chiếc Carrera 911 4S, tức là 4-wheel drive. Ok, bây giờ tôi chỉ có thời gian cho khách xem bên ngoài thôi nhé. Cuối tuần cho sẽ cho các bạn tham quan bên trong nó có cái gì. Nhưng sơ khởi là chiếc này bên trong nó có những cái mà có những đặc điểm đặc biệt hơn những chiếc Mercedes-Benz. Sure là chiếc này là không có tự động mà phải là số tay 6 số. Được về nhà cuối tuần thì giới thiệu cho các bạn xem hai chiếc siêu kha này nó khác nhau chỗ nào. Ok, một chiếc là Porsche 911 Carrera S4, tức là chiếc này là chiếc 4-wheel drive, là chạy bằng 4 bánh. Còn chiếc này SLK 280 là vì 280 đó nó biểu hiện cho cái horsepower, cái mã lực của cái máy. Thì chiếc này là 280 horsepower và có 6 máy. Thì máy nó nằm gọn ở trong cái đầu xe đó, nó to. Còn chiếc Porsche này nè thì cái máy nằm phía sau và nó cũng là 6 máy, nhưng mà cái máy đặc biệt của nó là gọi là horizontal, nghĩa là hai cái piston nó từ bên này, ba cái bên này đẩy qua, rồi ba cái bên này nó đẩy ngược lại và nó nằm với vị trí là ngang, như thế gọi là horizontal hoặc là flat. Thì cái máy nhỏ hơn nhưng mà nó tới 320 mã lực horsepower. Nó chạy chiếc này nó chạy từ 1 cho đến 100 km trong dưới 5 giây. Còn chiếc này một trong trong từ 1 lên 100 trong trên 5 giây. Một tí xíu trên 5 giây. Thì chiếc này chạy bằng hai bánh sau mà máy của nó đặt ở hai bánh trước. Máy của nó đặt ở bánh trước thì nó nặng. Nó nặng thì thế mà khi mà cái đặc điểm của nó thì chiếc này chỉ được là cái bật mui convertible mà chiếc Porsche này mà nó bật mui thì lại làm không được mui cứng, không được cái mui 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 sắt bình thường như thế này mà lật được, tại vì cái máy đặt phía sau nó không có chỗ mà nó chỉ làm bằng cái mui bằng mủ hoặc bằng da, thì rất tốn tiền bảo trì nó và nó nhìn không có đẹp lắm. Thì cái đặc điểm của cái Porsche này đó, nó có cái như thế này, các bạn đi là vì cái máy phía sau chạy bằng hai cầu sau. Ở trước đó là khi mà nó mất cái thăng bằng á thì nó sẽ tự động hai bên trước nó hỗ trợ. Thì cái spoiler này nè của chiếc xe này, khi mà chạy lên trên 120 km giờ thì cái này sẽ tự động bật lên. Thì một chút xíu nữa để tôi cho các bạn thấy nó bật lên kiểu nào. Thì mục đích nó bật lên không phải đơn giản là nó bật lên cho xem đẹp hay thế nào đó. Nó bật lên để hỗ trợ cái đầu phía trước, là vì khi mà xe này nó chạy trên 200 km giờ là cái máy đặt phía sau thì nó nặng và cái đầu nó sẽ dở lên. Vì thế cái spoiler này này nó sẽ
dở lên cao chút này để cho lượng gió nó đi, mà nó sẽ làm cho cái đầu trước hơi nặng hơn chút xíu, chú xuống chút xíu. Ok, bây giờ là tôi sẽ cho các bạn xem cái chiếc SOK, chiếc Benz này nó bật mùi như thế nào nhé. Vì tiếng nó hơi ồn nhưng mà nó có đặc điểm hay là mình ngồi trong xe, mình đang chạy, mình vẫn bật mùi được. Các bạn xem nhé, đây là 6 máy V, là nó hình 3 cái piston ở phía bên này, nó nằm theo chiều V như thế này. Dạ, nó V như thế này, thì nó to như thế này mà nó chỉ có 280 horsepower thôi. Và hai chỗ ngồi. Bên trong thì cũng chả có gì là đặc biệt. Thì các bạn xem là ở xe này xe tự động, thì dễ cho phái nữ chạy. Nó gọn, nó nhỏ. Thì chiếc này hiện tại rất là hiếm ở Canada. Nó chỉ có 2 chiếc duy nhất. Là vì tôi không hiểu lý do là mà chỉ có 2 chiếc thôi. Là chỉ lý do là sau này nó sẽ làm lúc mà tôi mua đó thì là 280, cái máy nó hơi nhỏ đó. Mà nếu sau này là chỉ thấy là 350. SOK 350. Khi 550 thì mấy chiếc máy bắt đầu nó to hơn. Máy từ 300 horsepower mà nó lên tới 550 horsepower. Thì lúc đó tôi cảm thấy tôi không cần những cái máy to như thế. Vì thấy một chiếc xe này không phải mua ở tại Toronto này, mà mua ở cái vùng rất là xa, mà phải mất 2 ngày chạy về. Thật ra thì các bạn biết là như tôi thì tôi có cảm giác những suy nghĩ của tôi khác với người khác. Thì siêu kha dễ mua dễ bán,
qua dạy bên bên đường, ai bán mà mua. Tức là nói về vật chất thì rất dễ, nếu mà mình cảm thấy mình thích, mình có khả năng, mình làm được thì mình sẽ có nó. Mà còn tình cảm thật sự, tình yêu của trai gái, cái hạnh phúc gia đình thì nó tùy thuộc ở người đàn ông và người đàn bà, mà không mua không bán. Mà đối với người phái nữ thì ai mua bao nhiêu tôi không bán, tôi chỉ cho người lúc tôi yêu. Thì đó là cái hai câu thơ mà tôi đã làm trong quá trình đi lái xe. Và trước khi nói đến cái chiếc Porsche này, tôi sẽ nói sơ qua. Tôi có một đôi giày mà hiện tại xem như là độc nhất của thế giới, tôi bảo đảm không ai có hết. Đôi giày này rất là già, rất là đẹp và rất là đắt tiền lúc đó. Thì tôi phải dành dụm tiền để lập gia đình hay là để mua đôi giày đó. Thì ở cuối cùng sau 6 tháng tôi đi tới đi lui, lý do nào người ta không mua? Thứ nhất là người ta đắt tiền quá. Điều thứ hai nữa là cái size nó chỉ bằng cái size của tôi thôi. Chứ mà lúc đó thật sự đối với Việt Nam mình, nếu mà người ta có tiền để mua đôi giày đó thì người ta nói là thằng điên rồi. Đó thì tôi quyết định tôi không lấy vợ mà tôi mua đôi giày. Mà đôi giày hiện tại là tôi mua về là 38 năm nay rồi, 38 năm. Đó thì tôi sẽ có cơ hội giới thiệu cho các bạn xem trong ngày hôm nay luôn, là vì ngày hôm nay tôi rất là rảnh. Tôi chỉ không có chuyện gì làm trong nhà nữa. Thì chỉ đi chơi xe, chút xíu đưa vợ tôi đi chơi. Hôm nào mà không có uống rượu, đi nơi đó ăn uống mà không có rượu thì tôi sẽ lấy chiếc Porsche. Còn khi nào mà có uống thì ngày xưa đó Quách Tĩnh, Hoàng Dung, mà khi mà Quách Tĩnh uống rượu nó xỉn rồi đó, Hoàng Dung nó có võ, nó có võ công cực kỳ lợi hại, siêu lợi hại, thì thế mà nó có thể nắm chân ông chồng kéo về được. Còn vợ tôi thì thân yếu tại mềm thì phải dùng chiếc xe này để chở tôi về, là vì lý do là chiếc này bả chạy được. Còn chiếc Porsche thì không, là lý do có một cái lý do nữa mà chính hiện tại tôi đã chạy xe trên 5 triệu km, xe tay số 14 số của xe truck. Rồi quay qua tôi có những cái chiếc xe trước đây cũng chạy tay số, mà tôi lên tới xe số này thì nó lại bị khuyết điểm của nó. Khuyết điểm của nó là cái cây gạt. Cái cây gạt cây gạt số. Để cho tôi thu này ngắn lại để mà tôi đem này vô xe để cho các bạn xem trong xe của chiếc Porsche. Thì bây giờ trong xe này thật sự có cái gì? Nó tất là rất là tự động, nếu thiên là coi như tự động. Cái đặc điểm của chiếc xe này nó có cái gì? Có những cái sensor mà khi mà mình đổ xăng xong thì mình bắt đầu nó cho là chiếc xe này chạy 350 km khi một mình bình xăng thì nó sẽ báo hiệu khi nào mình chạy còn bao nhiêu km nữa hết xăng, đó là nó báo. Thì nó hay hơn những chiếc khác ở chỗ đó. Cái đặc điểm ở trong này là những cái đồ thật sự da thì da rất là đắt tiền, nhưng mà cái khuyết điểm của nó là chỗ này. Tôi không nghĩ là khuyết điểm, nhưng thì sự thật là khi nó design tới cái số reverse này là số lùi, nó nằm cận số 1. Thì rồi nó nằm cận số 3.
Thì thường khi chạy nó bị vướng là sợ nó vào lọt vô số revert đang chạy tới mà vào số 1. Thì thế mà không dám để cho nó qua, bẻ qua hết, mà bẻ vừa vừa thì nó lọt vào số 3, xe bị tắt máy. Vì thế mà xe này giờ muốn chạy cho nó ok đó thì phải bật vào số 2 trước rồi đẩy vào số 1. Đẩy vào số 1 thì nó không bị lộn số. Rồi muốn số lùi thì phải bẻ ra ngày đẩy tên thì nó file, nó nằm số lùi đây này. Đó thì thấy mà lúc mà đang chạy thì chưa quen đó thì ưa đẩy vào số 3 thế này. Mà thường khi là những xe design này, những cái xe khác á, không phải này đó, là cái chữ reverse này nè, nó sẽ nằm ở bên cái số 7 này nè, thay vì số 6 qua số 7 hay là nằm số 6 luôn bên đây cũng được nữa. Là vì mình không bắt đầu chạy bằng số 6 mà bắt đầu chạy bằng số 1. Vì thế nó mình không bị gọi là mình không có sang lộn số, mà chiếc này là bị như thế này. Đó là cái khuyết điểm của nó. Đối với tôi thôi, đối với người khác thì tôi không biết làm sao. Nó như thế hiện tại nó hiện lên này đấy. Là còn xe này còn chạy 176 km nữa là phải đổ xăng. Đó. Có những cái đồng hồ mà những chiếc Benz nó không có để. Ok, bây giờ tôi cho các bạn xem tiếp cái phần nào đây. Ok. Xong này thì có thấy nhỏ thế này mà nó có 4 chỗ ngồi chứ không phải là 2 chỗ à. Nhưng mấy tay bự nè nó cũng vô ngồi lọt đó mà. Thì mình không có là vấn đề. Wow, trong này có cái gì? À, có trái banh này của Magic Johnson á. Tôi mà chơi bóng gỗ với thằng Magic Johnson á là nó đứng nhất, tôi đứng nhì. Đơn giản là nhì thôi. Người về nhất, người về thứ hai, tôi đây. À, nó cũng được 4 ghế. Mà thấy nó nhỏ vậy nhưng mà nó design như vậy nhưng thật sự tay thân nó to, nó ngồi được. Đó, còn vợ tôi thì phải ngồi chứ phải chiêm thêm một cái cái ghế đó nữa. Đó, bây giờ các bạn xem nha. Đó bây giờ spoiler nó lên này. Đó, spoiler. Thì spoiler khi mà nó bật lên, tự động bật lên khi chạy 120 km/h là tự động nó bật lên và nó sẽ bật xuống ở khi mà xe này chạy thấp hơn 70 km/h nó sẽ tự động bật xuống. Chưa cho xem cái máy. Ok. Đi trở lại cho xem cái máy. Cái máy nó nhỏ, nó không có to nhưng cái horsepower nó too high. Wow, hôm qua mưa về đấy. Nó nhỏ thế này thôi. Cái đặc điểm của nó là cái máy này khi mà mình tháo cái vàng air filter này ra đó, cái phần lực gió này ra đó, thì ở trong này nó sẽ có hai, bên này không còn ốc, bên này có còn ốc, bên này nó có còn ốc. Mình chỉ tháo hai con ốc đó thôi bằng chìa khóa 14mm. Mình có thể hạ cái máy này xuống. Thì đối với chiếc xe này, đặc điểm của nó là muốn sửa cái gì trong này đều phải hạ cái máy xuống hết. Vì thế phải đội cái đai xe lên, rồi có cái con đội cái máy này lên. Khi mà tháo hai con ốc đó xuống thì hạ cái đội xuống. Thì lúc đó mình có thể thay cái spark plug, thay cái buri đó. Nó rất là gọn, mà thật sự nói là đi đến mà nói rồi gọi là phải xây lồng thay bê tông gì đó thì wow, cái nước này nó gì đây, mát, cái này nó lô để xem cái DOT rồi sẽ đọc việc nước này. Nước này tụi nó lúc đi service tụi nó đã check rồi. Thân như power steering.
thì muốn làm cái gì phải hạ cái máy xuống. Thì thật sự chỉ tháo có hai con ốc hạ để hạ cái máy xuống thôi, khác với chiếc SOK đó phải bóc cái máy lên. Nhưng mà đối với vị trí của cái máy như vậy đó thì nó dễ đó, nó không có phải cần bóc máy hạ máy. Cái đặc điểm của cái này là muốn sửa gì trong cái máy này phải hạ cái máy xuống. Ok, Văn xem xong cái máy rồi nhé. Rồi trước này thì cái trăng nó có cái gì? Đây, cái trăng này nó rất là nhỏ, nhưng trong này nó có để cái bánh xe cua. Ở trong này, ở đây là cái bình ắc quy. Nó rất là gọn. Vì thế xe này mà để dùng đi chợ thì chỉ mua đồ ăn cho được cho hai người thôi. Ok. Quay qua tới chiếc này. Chiếc này không có đặc điểm gì khác hết, không có đặc biệt. Chỉ có trong đây nè, nó là mùi cứng nó sẽ xếp xuống đây nè. Mùi cứng nó xếp xuống đây. Ở trong này là cái an toàn để mà mình bật vô bật ra khi mà mình không muốn bật mùi nữa, để mà không muốn mùi bật lên bật xuống đó, thì cái này mình mở ra mình thấy vô. Thì ở dưới lưng xe này có một cái bánh xe cua, mà bánh xe cua nó không có không có không khí ở trong, không có air ở trong, mà mình cần thì mình sẽ dùng cái này là để mình khi mà cần bánh xe thì mình sẽ tháo ra, mình lấy bánh xe ra mà dùng cái đầu bơm này để bơm bánh xe. Bơm bánh xe xong mà xong rồi khi mình thay xe, dỗ được xe xong đó. Các bạn thấy chỉ dẫn nè, thay xong rồi mình trở vô thì mình phải xì bánh xe. Nói tới nó lui rồi lại nó xuôi nó ngược lại quanh chiếc này, thì chiếc này có cái đặc điểm của nó là cái gì? Chiếc này là C là chiếc nó có ưu điểm là cho family, là để chạy cho phái nữ. Hoặc là già, tôi cũng già rồi nhưng mà tôi cũng chưa có già lắm. Như thế tôi cũng lên xe này thì tiện lắm. Các bạn thấy là nó tiện chỗ nào và nó an toàn. Thì chiếc này cái tiền bảo hiểm của nó, mua bảo hiểm nó sẽ rẻ hơn hai chiếc ngoài đó. Hai chiếc ngoài đó gọi là thể thao, sport. Thì chiếc này cái trăng nó rất là lớn. Chứ nhìn sơ về cái trunk nè. Cái trunk nó như thế nào đây. Đó, nó tự động hết đấy. Nó làm đấy, nó làm mình hết hồn đấy. Xe này của vợ tôi chạy thế. Mà cái này của vợ tôi chạy thế mà tôi không biết nhiều lắm. Chiếc này nó lại four wheel drive nữa. Là hai bánh chạy bằng hai bánh sau. Cái máy nó cũng to như máy trước đó. Và nó chỉ có 4 máy và 8 spark plug thôi. Mà horsepower của nó to hơn cái chiếc SOK đó, chiếc convertible đó. Nó tới 300 horsepower trên chiếc này. Mà vậy mà chỉ có 4 máy, 8 spark plug thôi. Rồi xe này là keyless, là chỉ cần có cái chìa khóa này mình vứt đâu trong xe cũng được, ở trong xe là được, nhưng mà thường thường là mình phải để ở trong túi quần, túi áo gì đó. Là tại vì khi mà chiếc xe này ở trong cái máy thì cái xe này mới đề nổ máy, mà cái key này không có trong chìa khóa, khi mình bước ra đó thì ai lên ngồi đó thì nó sẽ tự động tắt.
nếu mà cái chìa khóa này không nằm trong chiếc xe. Chiếc xe này phải có nằm ở trong chiếc xe thì cái chiếc xe mới chạy được. Mà không cần phải gắn ở đâu, không cần phải bật là bên bật xuống, không cần nữa. À, tất cả là tự động. Rồi trong này nó có cái gì? Nó có đèn, bây giờ tôi để đồng tôi để chìa khóa trên này nhé. Nè, giờ tôi để là nó chạy đây này. À, thì chỉ cần chìa khóa để đó, mà nếu được khóa mình bước ra ngoài thì cái xe này nó báo động, mình xô vô số á, thì nó sẽ tắt để chống ăn trộm ăn cắp đó. Thì ở đây nó có cái đèn lùi, vì thế mà nó bây giờ ví dụ như tôi sẽ bật ra đèn lùi nhé. Tôi phải đặt thẳng đó, đó thì đó, cái đèn đó, nó báo đó, nó chỉ đó, nó chỉ cái làn để lùi đó. Cái này nó có GPS, four wheel drive, 300 horsepower. Want to run a trail? They'll run with you. Want to extend your plank time? They'll keep you going. 300 horsepower mà chỉ có 4 máy thôi. Chiếc đó 6 máy mà 12 cái spark plug mà có 280 horsepower. Còn chiếc đó thì 6 máy horizontal cũng 8 spark plug. Nếu mà nói về xe của Đức, xe German thì đều là một cái piston của nó sẽ có hai cái spark plug, hai cái buri. Và nó sẽ xài bằng xăng super là 2 octane. Chiếc này có cái gì nữa? Nó hay có cái là four wheel drive thì để chạy mùa đông rất là tốt, vì khi mà nó cũng giống như chiếc Porsche là hai bánh chạy bằng hai bánh sau, nhưng mà cái xe này thì cái máy đặt ở phía trước, thì khi mà mình chạy thì nếu mà một cái bánh nào nó bị trượt thì bánh khác nó sẽ ngưng lại và nó hỗ trợ lẫn nhau để mà nó giữ chiếc xe nằm ở trong vị trí an toàn. Chiếc này đặc điểm của nó hay là ở chỗ là nó gọi là electronic steering stabilize, tức là hệ thống mà tay lái cho bánh trước, là nếu mà chiếc xe mình chạy mà mình quẹo cua quẹo mà nó không có được an toàn đó, thì nó có cái hệ thống đó để mà nó giữ chiếc xe nằm trong sự thăng bằng hơn. Vì thế những chiếc này, những chiếc xe của Đức đều có hệ thống này hết. Vì thế mà làm cho nó chạy mà nó bẻ quẹo cong chỗ này quẹo chỗ kia trong một cái vị trí an toàn hơn những chiếc khác. Vì thế ngược lại là cái phần bảo hiểm xe của những loại xe này đều rẻ hơn xe của Nhật. Tôi vừa cái đi đổi chiếc xe Nhật đó để lấy chiếc Porsche này nè. Thì xe Nhật đó nó cũ hoàng, 11 năm cũ, mà chả có bao nhiêu tiền. Thì, nhưng mà cái tiền bảo hiểm nó đắt hơn chiếc Porsche đó 1.000 đô cho một năm. Nó là vấn đề. Ok, thôi, xong. Hôm nay xong, chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài chơi. Thôi, chúc các bạn có một ngày đẹp. Là... các bạn sẽ thấy ở trên cái video YouTube, trên cái clip mà hai khía cạnh của một cuộc đời của một người tài xế ở Bắc Mỹ. Thôi chào các bạn.
hai tay cho chặt ngang.